Chào mừng tất cả anh em đã đến với Mơ Bóng Đá. Sau đây xin mời tất cả anh em đi đến buổi nhận định và dự đoán cặp đấu tranh siêu cúp châu Âu giữa Chelsea và Villarreal. Vào năm 2012, 2013 và 2019, Chelsea đã có 3 lần tham dự siêu cúp châu Âu nhưng cả 3 lần này đều thất bại nha anh em. Nhưng đêm nay thầy trò ông huấn luyện viên Thomas Tuchel sẽ chắc chắn có cơ hội phá giáp trong lần này nha anh em. Bởi vì đối thủ của họ là một đối thủ yếu cơ hơn Chelsea rất nhiều, đó là một đại diện đến từ Tây Ban Nha, Villarreal. Ở mùa giải vừa qua thì tất cả các ông lớn của La Liga đều phải bại dưới chân của Chelsea hết nha anh em. Chelsea đã từng vùi dập Sevilla với tỷ số là 4-0, có một chiến thắng rất nhẹ nhàng trước Atletico Madrid ở vòng 1/8 và chiến thắng luôn cả Real Madrid anh em à. Mặc dù là Chelsea đã đánh bại khá nhiều ông lớn của Tây Ban Nha nhưng bên cạnh đó chúng ta vẫn không phủ nhận rằng Villarreal là một đối thủ nhẹ nhàng, dễ chơi cho Chelsea. Mặc dù Villarreal là một trong những đội bóng mà được giới chuyên gia đánh giá là dưới màu, dưới cơ, nhưng ở trận đấu này, tranh siêu cúp châu Âu thì Villarreal là một đối thủ rất khó chịu của Chelsea tại trận đấu này. Ở thị trường chuyển nhượng vừa qua thì anh em cũng có thể thấy rằng Chelsea họ đã bỏ ra 115 triệu euro để có thể chiêu mộ được Lukaku, nhưng ở trận đấu này Lukaku sẽ không có mặt nha anh em. Nhưng bộ ba hàng công của Chelsea là sẽ có những cái tên như là Hakim Ziyech, Kai Havertz và Timo Werner. Bộ ba tấn công này của Chelsea là tính tới thời điểm hiện tại họ đang chơi rất nhuần nhuyễn và cũng như là cực kỳ hiệu quả. Điều này cho thấy ở trận đấu họ có một kết quả 2 điều trước Tottenham Hotspur và một cú đúp của Hakim Ziyech. Bên cạnh trước những trận giao hữu trước đó thì anh em cũng có thể thấy rằng Chelsea đã có giành chiến thắng 2-1 trước Arsenal với những pha lập công của Havertz và Kovacic. Thì điều này cho thấy rằng sự ổn định của Chelsea mỗi ngày lên mỗi bậc nha anh em. Những trận giao hữu trước đó của Chelsea họ không có được một cái lực lượng đội hình mạnh nhất nha anh em. Họ thiếu vắng rất nhiều trụ cột, chẳng hạn như là N'Golo Kanté, nhưng ở trận đấu tranh siêu cúp này sẽ có rất nhiều trụ cột của Chelsea trở lại. Nãy giờ chúng ta nói về Chelsea, còn Villarreal thì sao anh em? Villarreal là một đối thủ cực kỳ có rất nhiều bí ẩn, đột phá, đột biến và sự tiềm ẩn của Villarreal là cực kỳ lớn nha anh em. Villarreal giống như là một ngòi nổ vậy đó, giống như một cái quả bom nổ chậm vậy đó. Mặc dù họ không có quá nhiều ngôi sao nhưng mà sự thi đấu điềm đạm cũng như là sự kết nối của tất cả vị trí của Villarreal là làm cho đối thủ phải hơi bị nhức đầu, rất khó triển khai trong tất cả các phương diện tấn công. Một đội bóng nào muốn áp đặt lối chơi lên Villarreal là hoàn toàn cực kỳ khó khăn, kể cả Real Madrid, Barcelona. Villarreal là một đối thủ không phải dễ dàng là muốn ăn là ăn đâu nha anh em. Với một cái lối chơi đầy kỷ luật nha, tính đồng đội cao của Villarreal á, điều này mới chính là yếu tố giúp Villarreal có thể lên đỉnh cúp C2 Europa League ở năm vừa qua. Trong đó họ đã giành chiến thắng trước Manchester United trong lượt đá penalty ở trận chung kết. Ở mùa hè chuyển nhượng năm nay thì không có sự thay đổi nhiều về nhân sự của Villarreal cũng như là những thành tích thi đấu giao hữu của Villarreal nó cũng không có quá nổi bật. Và hầu như là các cầu thủ của Villarreal sẽ trở lại mạnh nhất ở đội hình ở trong trận đấu tranh siêu cúp này. Ở trận tranh siêu cúp này có thể nói là một danh hiệu đầu tiên của cả hai đội Chelsea và Villarreal, thì tôi nghĩ ở trận đấu này hai đội sẽ chơi rất dè chừng nha anh em. Trong rất nhiều trận giao hữu thì huấn luyện viên Thomas Tuchel ông cũng đã đưa ra rất nhiều thử nghiệm, chẳng hạn như ông thử nghiệm cặp trung vệ là Zoma và Antonio Rudiger nhưng mà hoàn toàn chưa được ăn ý cho lắm. Cái cặp trung vệ này vẫn đang còn bị hơi lộng cộng xíu nha anh em. Bên cạnh đó thì có những cái tên cũng trở lại trong trận đấu này dày dặn kinh nghiệm như là Thiago Silva hay là Cesar Azpilicueta vừa trở lại sau một kỳ nghỉ, và kèm theo một hàng tiền vệ chuẩn bài nữa anh em, đó chính là Mason Mount, và kèm theo là Jorginho cũng đã trở lại trong trận đấu này. Chelsea đến với trận đấu này sẽ sử dụng đội hình là 3-4-3 nha anh em. Tôi nghĩ rằng đây chính là một đội hình mà Chelsea mạnh nhất và cũng là một đội hình mà Chelsea đã thành công tại cúp C1 năm nay cũng như là tất cả các trận đấu vừa qua của Chelsea. Tôi thấy các chuyên gia nhận định của trận đấu này là đồng banh ở thời điểm ban đầu và cho đến thời điểm hiện tại bây giờ là Chelsea sẽ nằm kèo trên và chấp Villarreal nửa một nha anh em. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ở trận đấu này Chelsea là đội được đánh giá cao hơn, là bởi vì Chelsea có một lực lượng tốt hơn nhiều so với Villarreal. Villarreal là một đối thủ khó chịu đó, nhưng mà với Chelsea thì bài toán này họ sẽ giải rất dễ dàng. Theo quan điểm cá nhân của tôi thì Chelsea họ có những cái tên cực kỳ chất lượng, cũng như là có một cái phong độ thi đấu càng ngày càng cao chứ không phải là càng ngày đi xuống nha anh em. Còn phong độ thi đấu của các cầu thủ bên Villarreal thì nó hơi bị bằng, nó cũng không có lên cao quá nhiều mà cũng không xuống quá nhiều. Với cá nhân tôi thì tôi nghĩ ở trận đấu này chúng ta nên
đặt niềm tin vào Chelsea thì sẽ tạo cho chúng ta nhiều nhiều cái sự động lực hơn. Còn nếu mà anh em nào mà đặt niềm tin vào Villarreal thì có thể thở oxy, tôi nghĩ là thở oxy khá nhiều đó anh em ạ. Đội hình dự kiến của Chelsea và Villarreal ngày hôm nay sẽ có một cái sự thay đổi gì nhiều hay không, nhưng mà những cái thông tin tôi cập nhật được tính tới thời điểm hiện tại thì đội hình dự kiến của Chelsea và Villarreal thì ngoại trừ không có những cái tân binh mới thôi, bởi vì chưa hoàn tất những cái thủ tục, toàn bộ là những cầu thủ của Chelsea mùa trước với Villarreal mùa trước đều hoàn toàn là có đủ lực lượng và cũng như là đủ phong độ để tham gia trận đấu này nha anh em. Cho nên là nhìn chung thì cái tình hình lực lượng của Chelsea và Villarreal không có nhiều thay đổi nhiều, là một đội hình mạnh nhất của cả hai đội. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với những thống kê phong độ thi đấu giữa Chelsea và Villarreal nha anh em. Chelsea đã bắt bại 3 trận giao hữu đầu mùa và có 2 chiến thắng nha anh em, 1 trận hòa. Còn Villarreal thì ngược lại nha anh em, họ đã có 7 trận giao hữu và không thắng một trận nào luôn nha. Với tôi thì tôi nghĩ rằng trận đấu này sẽ là một trận đấu cục diện hoàn toàn thuộc về bên phía của Chelsea nhiều hơn, bởi vì họ đang có một cái đội hình cũng như là nhân sự của họ cực kỳ chất lượng. Hiệp 1 Chelsea sẽ giành chiến thắng trước 1-0 và người mở tỷ số đầu tiên đó chính là Hakim Ziyech. Sang hiệp thi đấu thứ hai thì Chelsea sẽ tiếp tục ghi một bàn thắng nữa anh em ạ. Tôi nghĩ rằng tổng số bàn thắng này của trận đấu này nó sẽ là dưới 2.5 nha, nó dưới 2.5. Và tỷ số của trận đấu này Mê Bóng Đá dự đoán rằng là Chelsea sẽ giành chiến thắng trước Villarreal là 2-0. Ở trận đấu này Chelsea là đội mà hoàn toàn kiểm soát cục diện trận đấu luôn. Để mà Villarreal có thể ghi bàn vào lưới Chelsea thì thật sự rất là khó. Cho nên là tôi nghĩ rằng anh em nên nằm ở Chelsea, đặt niềm tin vào Chelsea thì để cho anh em, tôi thấy anh em an nhàn hơn, ổn áp hơn rất là nhiều so với anh em nào mà đặt niềm tin vào bên Villarreal. Không biết anh em nghĩ như thế nào về cặp đấu này thì cũng hãy bình luận ngay bên dưới video nha. Đó là những nhận định và dự đoán của Mê Bóng Đá thôi. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video. Đừng quên đăng ký kênh, bấm like, bật chuông thông báo để xem những video mới nhất của Mê Bóng Đá nha. Cảm ơn tất cả anh em rất nhiều.